nay 85 độ. Ây da, nóng quá mà nóng. Mình đi bộ với má mình nguyên tuần luôn. Má không thấy mình ở nhà bà chị đó. So hôm nay mình sẽ đi bộ với má. She's up there. Cái nhà cảnh đẹp không? Để mình kể chuyện ma nha. Ok, chuyện này không có vui nhưng mà mình kể cho rồi nha. Thấy cái đường này không? Đường này một hôm một tháng. So mình ở đây cũng là 26 năm rồi. Đường ở đây là Raymond của Microsoft. Rồi cái đường này nè, kế bên cái xe bus nè. Alright. Từ 12 giờ tới 6 giờ xe bus nó không có chạy. Nó là 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng ngay đây. Ok. 26 năm trời mình ở đây yên tĩnh, mà tự nhiên sáng có một người đàn bà. Ok, mình nói đàn bà tại vì không phải con gái nữa, tại vì she là cũng là đó nè, sao bớt nè. Ok, hình như là hai mươi mấy tuổi. Alright, người nằm ở ngoài đường ngay đây nè. Thường xuyên khi người ta chết á, người ta ưa để bông hay để đứng thập across, như là nói là có người thương nhìn chết hay gì đó. Ok, mình không biết cái chuyện này tại lúc đó mình ở trên nhà nhà chị hai mình. Còn người anh ở trên anh nói sáng giờ 6 giờ nó cảnh sáng nó đông lắm ngay đây ha, ngay đường đó lại ra đường góc đó. Mà cái chuyện này là bông mình đẹp không? Ba thường tỉa bông cho nó chết luôn một đống cây luôn hả, không còn ăn cây này thôi. Ok, so câu chuyện là vậy đó, là má mình kia kìa, má mình nè. Alright, ok, má con đi bỏ ha. Ok, con đang kể câu chuyện về hồi đó có cái người hai mươi mấy tuổi chết ngay đó đó, má có nhớ không? Chết chỗ ngay đây nè, để con đi qua ha. Má đi không? Đi qua đó đó, bên đó đó. Đây thì con nói về người chết nó nằm ngay đó đó đó. Tại má nói mà. Ok, so cần gì phải qua đó. Tại vì mình đi bộ vòng bên này mát. Ok, so nhà này trước nhà mình ha, để coi đó nhà mình đó. Ok, trong đó đó rồi. Ủa má đi đâu ạ? Má muốn đi vòng kia hả? Ok, thôi đi vòng này đi. Ok, nhưng mà để con giật cái khóp này vô thùng rác. Tại uống xong rồi. Ok, về câu chuyện đó tháng trước. Má không nhớ hả? Anh Nghĩa anh kể câu chuyện á, anh gọi cái ngày đó, anh gọi anh nói xe cảnh sát nằm ở ngoài nhà đường á nhiều lắm. Má làm gì vậy? Liệm cây để người ta đi đâu phải mình. Ok, whatever, thôi má gảnh mà lượm cây dùm cho người ta đi. Dắt té hả? Ây da, mắt có dài đàng hoàng mà. Ok, wow, con bằng dép. It's okay, không sao. Rồi, tiếp theo câu chuyện. Một đứa hai mấy tuổi nó chết, ok. Nó làm gì chết hả? Cái đó là rất là quan trọng. Dục vô con gái.
Cái đó rất là quan trọng. Ok, tại sao nó chết? Why? Why? Mỹ Trắng 20 mấy tuổi, làm gì không ở nhà? Gái hả? Con gái. Và địa chỉ nó không phải địa chỉ ở Redmond mà địa chỉ của nó ở thành phố Seattle. Tại sao nó chết? Hả? Ai hãm hiếp hại? Thì con trẻ đúng vậy, 20 mấy tuổi, còn trẻ, Mỹ Trắng, đẹp gái, phải không? Hi. And your mom call you. She want you. Oh, you want to? Oh, okay. You tell her. Oh, here, your dad coming. Okay. Wait for him. Wait for him. Oh. Okay, go, go, go. He's safe. Oh no. Ờ, nó có tiệt tụng đây nha. Ôi, nó ăn hoài ở đây. Nó lậu thì nó dân. Cái này không phải dân lậu, cái này dân của Africa. Mỗi năm nó có một dân số, nó tuyển by lottery. Nhưng nguyên nước Africa nó được 100 người mỗi năm. Đó. Cái này là người African. Dạ, nó mang cái này là gọi là Muslim, cái đạo của nó. Nhưng mà nó có tiệt ở đây nè. Mặt môn. Most Muslim mặc môn hả? Rồi cái câu chuyện đó má muốn nghe nữa không? Hay là vậy thôi? Ờ, ok vậy thôi hả? Ok, nó bài ăn uống nha. Yeah. Mình đi ngang mình coi thôi. Mỗi mình đi ngang mình. Vậy họ ok ok vậy mình coi bên đây. Mấy đứa nó đang chơi bóng gỗ nè. Ok, nó có tiệc tùng. Không, mấy đứa này nó Á Đông mà, còn mấy người này Á Phi Ca mà. Nó đâu phải con cháu đâu. Này là cái park. Cái park người nào vô cũng được, giống như hai tụi mình vậy nè. Đó, mình không có quan hệ với mấy người này gì hết. Mình cũng đi lang thang, đi tản bộ, phải không? Mình đi vô đó đi nha. Thì người Á Phi Ca mà má nói. Thì nó mới du dân, nãy con đã nói mà. Người Tàu đâu? Nè Tàu nè, giàu lắm à. Ủa, da màu giống mình. Da màu giống mình, thì mình Tàu phải rồi. Da màu giống mình. Ồ, cái đứa bé nó lên tuốt ở trển rồi. Ồ, dạ. Có đủ nước. À, đủ nước ở đây nha. Thôi, mình không có party, bạn đâu phải party của mình. Có cái ông là đây nó có chỗ sống nào. Có cái ông nào nằm nghỉ mát kìa. cái chỗ để đá banh. Thôi thôi mình đi yên tĩnh. Mà ha má muốn đi đây, ha má muốn đi bơi cho trong đó. Trong đó trong này. Không, đó, trong đây nó có nhiều cây nó mát nè. Cái cảnh trắng tươi như Mỹ Trắng hả? Con hả? Ok, tại vì hello, ngoài biết mùa hè chỉ có mấy tháng. Bởi vậy phải khi mùa hè tới phải bận quần cục. Khi mùa đông thì bận đồ. Trời ơi, lớp mấy lớp luôn, 3 lớp mà còn không đủ nữa. Nhưng mà lúc này cũng bớt lạnh rồi ha. Thì tháng này tới tháng sau là 85 độ, phải không? Hôm qua 89, nghe nói 89 độ mà, phải không? Dạ. Ai con không biết, ai mà chặt nó ăn chi vậy. Này cái park mà, của nhà nước. Ok, lâu quá ha, thôi để mình cúp nha. Alright, goodbye everybody. Chào tất cả mọi người. May I say goodbye. Goodbye. Nơi không gần thông. À, gần thông.